Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian lu mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiển linh. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Chờ Ngài mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến uốn nắn nếu đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến dẫn đi đường ngày. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu. Trong đàn chiên Chúa, Ngài ơi, xin Ngài thương dung chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến uy an. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu. Tuần cửu nhật xin ơn Chúa Thánh Thần ngày thứ năm, Thánh Thần hoa quả nhân hậu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nói thế xong,
Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Lời cầu. Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Xin hoa quả nhân hậu của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con hiểu được giờ tôn vinh của Chúa cũng chính là giờ yêu thương của Chúa Giêsu. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Xin hoa quả nhân hậu của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con có lòng nhân hậu như con Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Xin hoa quả nhân hậu của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con có thể hoàn tân công trình Chúa đã giao phó cho con. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Xin hoa quả nhân hậu của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con nhận ra mình thuồng trọn về Chúa trong Chúa Giêsu. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Xin hoa quả nhân hậu của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con đường kết hiệp với ba ngôi Thiên Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho chúng con dành trọn 50 ngày để cử hành mầu nhiệm vượt qua. Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần để các dân tộc trên thế giới tuy nhiều ngôn ngữ bất đồng được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ca tiếp liền. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và từ trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha kẻ cơ bẩn, xin Ngài ngự đến, đừng ban ân huệ, đừng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là khanh cho hiền lương của tâm hồn, là đấng uy lão dịu dàng, Chúa là sự nghỉ ngơi trong cánh lầm than, là niềm an ủi trong lung lệ rơi. Ôi sự sáng chưa chan hồng phung, xin chiếu soi tràn ngầm tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi gọi chỗ khô khan, và chưa cho lành nơi thương tinh. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ chật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bấy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Kinh xin bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu Kitô, trước khi về trời, Ngài đã hứa ban Thánh Thần để hoàn tất công việc của Ngài nơi tâm hồn các tông đồ và các tín hữu. Xin đoái thương ban cùng một Thánh Thần ấy trong con, để Ngài hoàn tất nơi tâm hồn con
công việc của hồng ân và tình yêu Ngài. Xin ban cho con thần khí của ơn khôn ngoan, để con xem thường những sự trong qua của thế gian này, mà chỉ khao khát những sự tồn tại đời đời. Xin ban cho con thần khí của ơn thông minh, soi sáng tâm trí con với ánh sáng sự thần của Chúa. Xin ban cho con thần khí của ơn biên lo liệu, để con luôn biết chọn con đường chăng chăn làm đẹp lòng Chúa và được hưởng phúc thiên đàng. Xin ban cho con thần khí của ơn sức mạnh, để con có thể mang thầm ra mình bước đi theo Chúa với sự can đảm, và để con có thể vượt qua mọi chướng ngại vật ngăn cản ơn cứu độ ban cho con. Xin ban cho con thần khí của ơn hiểu biết, để con có thể biên Chúa và biên con hầu lớn lên trong ý thức của các thánh. Xin ban cho con thần khí của ơn đạo đức, để con tìm được ngọt ngào và nhã nhặn trong sự phụng vụ Chúa. Xin ban cho con thần khí của ơn kinh sợ Chúa, để con đường tràn đầy lòng tôn kinh Chúa và ghê sợ bất cứ điều gì làm buồn lòng Ngài. Xin ghi dấu trên con với dấu ấn những người tông đồ chân chính của Chúa, và làm con trở nên sinh động trong mọi sự với thánh thần của Chúa. Ôi lạy Chúa thánh thần, thần khí của sự thần, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con, xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp lòng Ngài. Amen. Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con không xa Ngài. Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con say mê Ngài. Thần truyền tin cho dân thánh đức bà Maria, và dân thánh đức bà chịu thai bởi phép đức Chúa thánh thần. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đức Chúa trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta đức Chúa trời, tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đức Chúa trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ấy ngồi thứ hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đức Chúa trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, đức mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy dân thánh đức mẹ Chúa trời, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn con
Chúa chịu đàn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.